Bữa nay bà với chị khỏe hả? Dạ. Dạ. Bữa nay mình sửa nhà hả bà? Tết này bà ăn Tết lớn không bà? Dạ. Hôm Tết con gửi con có một số tiền đó, mình có mua đồ trang trải trong nhà không bà? Dạ. Mình đang sửa nhà lại ha. Nhờ có số tiền đó mình sửa nhà lại ha bà. Dạ. Thôi kệ đi, có nhiêu được nhiêu mà. Dạ. Xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình đang có mặt tại xã Vĩnh Thành, thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Và trước mặt cả nhà đây chính là bà ngoại, con không nhớ ngoại thứ mấy. À, gọi là bà Ba đi. Bà Ba năm nay 80 tuổi rồi thì bà cũng không có con. Thì bà ở cùng một người cháu. Đó, đây cu mang một người cháu với là chị này đây, thì chị đã bị bệnh giống như là bị thần kinh đó các bà. Dạ cũng dạ chị không còn ba mẹ. Dạ, dạ kêu vào cô ha. Dạ. Thì mình ghé đây là lần thứ ba. Thực chất là trước Tết mình có ghé đây một lần rồi. Trước Tết mình ghé hai lần. Cái lần đầu tiên và cái lần thứ hai thì mình có ghé để mà gửi cho bà cái số tiền mà nhà hảo tâm gửi cho, giúp đỡ cho bà với chị á. Thì có một cái sự cố nhỏ xảy ra là sau khi mà mình trao tiền xong á, là về cái đoạn video đó, cái điện thoại của con bị hư á. Cái bữa mà con ghé đây nè, con gửi cho bà 4.400.000 đó, cái về cái điện thoại nó bị hư, cái con mất luôn cái clip luôn. Rồi con không biết sao con nói với mấy nhà hảo tâm nữa. Nên hôm nay là sẵn dịp qua Tết nè, con qua con thăm bà với chị, rồi sẵn con quay lại cái clip để con nói rõ cái số tiền đó. Thì cái lần mà trước Tết đó là con gửi cho bà số tiền là 4.400.000 đúng không bà? Là chính xác là 4.400.000 ha. Dạ. Thì tại vì con quay phim bà xong á, cái về cái nó mất tiêu cái clip luôn. Rồi tiền người ta gửi á, rồi con không biết sao nói với người ta nữa. Dạ, nên hôm nay con qua đây con quay lại để mà con đọc tên mà các nhà hảo tâm mà đã giúp đỡ cho bà, để cho con đăng lên mạng xã hội để cho người ta biết là tiền đã đến tay của bà rồi. Dạ, thì lần trước đó nha cả nhà, thì mình có gửi cho bà ngoại đây cái số tiền là 4.400.000, thì để cho ngoại lo cho chị đây đó, với lại sửa sang lại nhà cửa. Thì trong 4.400.000 này thì có bạn Dung Võ ủng hộ là 1.000.000, cô Sáu, cô Bảy là 800.000, bạn Dương Phụng là 500.000, bạn Ngọc Bảo là 500.000, bạn Thịnh 500.000 và chị Nhi 500.000 và bạn Lê Thị Mỹ Duyên 300.000, bạn Thiên Nhi là 100.000, bạn Phạm Phương Duyên 100.000, bạn Linh Nguyễn là 100. Dạ, là tổng cộng là 4.400.000. Dạ, con quay là để mà con post lên để cho người ta biết đó bà. Dạ. Muốn cái bàn ra đi con. Rồi dạ. Dạo này chị khỏe không chị? Dạ khỏe. Dạ, ăn ngon. Cháu với nhờ gãy. Thôi, đừng nói nữa, con cười miệng đi. Dạ. Bệnh nữa rồi, chị thấy rồi. Cơ gãy á. Dạ, sao bà? Chị nói gì? Nói vậy á. Một lúc mất nói luôn, không nói được. Không có được. Nói được rồi, nhưng nói cái đó, nói cái đó. Dạ. Chứ nhớ có rồi. Chứ nhớ có rồi. Rồi, đâu rồi, con rửa mặt đây. Rửa mặt đây. Chị nhớ em không? Chị nhớ mặt em không? Nhớ. Nhớ, không, chắc nghe giọng còn nhớ mà. Dạ. Em ghé này là lần thứ ba rồi nè. Hồi trước Tết em ghé đó, chị nhớ không? Nhớ. Dạ. Nhớ. Ôi. Sáng giờ chị ăn cơm chưa? Chưa. Tiêu rồi. Là chị nói gì vậy bà? Thuốc lợi tim á. Thuốc lợi tim hả? Thuốc lợi tim á. Dạ. Tim á. Nhiều quá.
kinh. À, chưa mua uống thuốc thần kinh ha. Chiều cái uống thuốc thần kinh, tối uống thuốc tim. Dạ. Là uống ngày uống tới 2 cử luôn hả bà? 4 cử luôn á. Bà 4 cử luôn ha. Dạ, thì cái lần trước bà có chia sẻ là mỗi lần mà đi lãnh thuốc như vậy là mình phải đi ra bệnh bệnh viện hả bà? Bà nói cái bệnh viện nào bà có thể chia sẻ ra giùm con. Bệnh viện Vĩnh Thành. À, ngay xã Vĩnh Thành mình đó ha. Dạ. Là thường thường đi là hai cô cháu đi bộ. Dạ, đi một mình cô đi ha, còn nằm nhà, bởi vì có xuống đẩy ra xuống dưới á, rồi bác sĩ Bến Tre lên đó rồi đặng khám mình ra đó rồi. Dạ. Rồi chở lên xuống Bến Tre một lần nữa. Rồi sau bác sĩ Bến Tre lên bệnh viện á, rồi đẩy vô trung tâm bác sĩ khám, rồi bác sĩ cho thuốc uống hàng tháng luôn á. Dạ. Mỗi vô trong rồi giống như là mình đi 1-2 lần đầu thôi, rồi mấy lần sau là bà chỉ cầm cái to là bà tính là đem thuốc thôi. Vô trong giờ vô nhà bệnh viện là nói ta kim cương là tao biết kim cương là biết rồi. Kim cương lấy thuốc được. Dạ. Vậy là chị kim cương đây chắc nổi tiếng trong bệnh viện không, chẳng ai biết chưa phải không? Biết chứ. Nghe nói kim cương rất mừng. Nhưng mà sao người ta nói kim cương, nhắc tới chữ kim cương, tên kim cương là người ta biết à? Con lúc 10 hùng giỏi lắm. Trên trời đất tôi nhạy nữa chứ mà mình diện bác sĩ luôn á. Mù hơn người mù á. Dạ. Kim cương à, không biết rồi. Dạ. Con bánh uống nước với con chút xíu nha con. Dạ dạ dạ, được rồi con. Dạ dạ. Ờ, nhà mình sửa như vậy là bà tiến hành sửa hồi khi nào vậy bà? Thì mới bắt đầu nha. À, mới bắt đầu bữa nay bắt đầu làm hả? Hai nhà. Gì vậy? Hai nhà. À, chị nói là chị bệnh từ năm 2000 tới bây giờ. Dạ. Lớp 10 học giỏi dữ lắm hả? Học được hạng mấy? Học giỏi nhất. Dạ. Cả nhà cũng thông cảm nha, bữa nay là ngay nhà bà là đang mấy thợ á, đang giống như là sửa nhà lại, nói chung cũng hơi ồn á, nên có gì mà hơi khó nghe thì mong là quý vị khán giả thông cảm giùm nha. Tại vì hôm nay mình đi qua đây là thứ nhất là mình thăm bà với chị đây, thứ hai nữa là mình quay lại cái clip này nè. Mình đọc tên lại những nhà hảo tâm mà lần trước có gửi tiền cho mình á, thì mình trao cho bà hôm trước Tết là 20 mấy Tết, 24-25 gì đó, thì mình về định về bữa nữa up lên, nhưng mà có một cái sự cố là cái điện thoại nó bị hư á, rồi về mình cũng không có clip mà up lên để mà nói rõ cho các nhà hảo tâm biết luôn. Thì hôm nay mình quay lại như vậy thì nãy mình có đọc tên mình những nhà hảo tâm để giúp đỡ cho bà, thì mặc dù cái số tiền đó cũng không có nhiều lắm nhưng mà đâu đó cũng phần nào cũng đỡ cho bà hả bà? Dạ. Thì khi mình nhận cái số tiền đó, bà có đòi lời về nói đến các nhà hảo tâm không bà, để có gì con chuyển lại? Dạ, bây giờ mình không biết nói gì hơn cả cảm ơn. Cảm ơn nhà hảo tâm mới giúp đỡ dùm cho mình, thì mình không biết nói gì hơn. Dạ. Mình biết cảm ơn thôi. Dạ. Nhiều lắm, bởi vì mình cũng đang khổ quá rồi. Dạ dạ. Thì nói chung thì con cũng thay mặt bà ba đây thì gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm rất là nhiều luôn. Dạ, hồi năm mới thì con cũng chúc bà nhiều sức khỏe ha. Dạ. Cảm ơn cậu. Dạ. Thôi cái gì bà có làm gì làm đi. Giờ cũng con cũng tranh thủ để con đi nè. Dạ. Thôi chị ơi. Dạ. Giờ em cũng đi nha. Dạ. Dạ con. Dạ con. Dạ dạ. Có dịp đi ngang đây thì em ghé em thăm chị với bà ha. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Dạ thôi tâm gồm một lần nữa gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm rất là nhiều luôn nha. Dạ. Thôi mình xin dừng cái video tại đây. Và sẽ hẹn cả nhà ở video sau nhé.